Đây là hai món quà mình tặng cho chồng mình. Đây là một cái bóp. Đây là cái bánh kem. Không biết chồng mình nó có nhớ ngày sinh nhật nó. Mình đi mua bánh kem là mình không có nói nó luôn á. Tự đi hết con bát cả.连满都是水果，开动开动！哎，哎哎，cái bánh, cái bánh của ta chưa cắt mình nữa, mà nó cứ lội lấy trái cây à. Đây là bánh, bánh kem trái cây. Ôi. Thôi dễ anh cầm hết rồi nè. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật bà ba. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to bà ba. Happy birthday day for you. Hai xong kìa ba liệu. Con cho con không sao hả? Ui, sao chị khoai à? Ê, bà vai cho sao khoai trao vậy à? Khoai khổ. Khoai khổ. Quang tờ, quang không sao nữa. Khai nắp bên đồ hồ chứ hả nè, chứ đi hồ quan tia nhá. À, ý, sao? Mình muốn ra nhau, chị khai. Mấy hồ kia thắng cơ xe, nó cơ là chủ. Khoai nè. À, lái. Hồ cho khoai. Ăn cơ xe, cây vẫn xe ăn, y ơ, sàn. Happy birthday to you. Chào ơi, chan rồi bảo nó bé. Lên kết rồi bay cơ. Đâu kết rồi bà. Nó nói sầu hơi á. Sầu hơi á. Happy birthday to you 的时候，我脑子里面全部在想 Happy birthday。
你懂我在想这什么吗？而且你懂我现在想这什么 ？Happy birthday to you, nobody、啊。丢了先。哎呦！我不要吃了，我怕酸。吃了有点浪费。干净了嘛？那个桌子，我们家的桌子啊。嗯。喂。完了，然后那边爆发了。爆了。是不是？我讲呀。我吃了，我吃了。天哪，我没有吃了。嗯。嗯。我吃都没有包哦。你看他，然后你们也打算吃完水果先了？啊！给爸爸吃没有？给妈咪吃了，你们。吃了。这个好像很软呢。妈妈给你。有了。哈哈。拿碟子来。哇，你们真的打算吃完的？小慧，喂，你不知道你爸爸生的？知道。不知道啊？嗯。然后有礼物送给爸爸吗？没有礼物。啊？没有礼物。讲好，讲好来。没有礼物。嗯？没有礼物。讲。我没有那种礼物。讲好了，妹妹听不到。我没有那个礼物给爸，不是听到了。那好，不能生日该那生日爸呢？该那nói那là nó không biết sinh nhật của ba nó nên nó không có chuẩn bị quà cho ba nó. Mama, hôm qua chúng ta học được thứ gì mà? Mình sẽ phân số mấy nhân số này, thứ số mấy nhân số.可是那里没有钱了，我零花钱了，下得多颜色。啊，有很多用颜色呢。嗯。哇！四十八吗？那多花了，有没有四十八？这个我零花这个颜色。哎，买色买起来弄好，这个是我的。那给那色嘛，那多毛就那老没色。Hồi sớm giờ nhỏ con gái mình là nó tưởng là chỉ có cái hộp này thôi. Nó không biết là có cái hộp này. Tại vì sớm đi mua cái nó nói là nó đổi nhiều màu nên mua cái hộp là 48 cây. Điều thầm mô trung thông đi xong kìa bà ba mà.另一个人不知道我爸生日，姐姐不知道。